Chính là ở những cái xà cừ miếng to cũng rất là đơn giản Và nó có cái trang trí bố cục với bên dưới Còn lại thì với cách làm này mọi người có thể trang trí bằng tất cả các màu cồn loang khác nhau Để tạo nên những cái hiệu ứng khác nhau Ẩn xà cừ là một cái kỹ thuật mà hầu như khi nào chúng ta làm cho khách chúng ta cũng cần dùng đến mọi người ạ Thì đầu tiên mọi người sẽ chuẩn bị một lớp nền hoặc là mọi người sơn lên cũng được Nhưng thông thường Thảo hay làm màu, đây là màu nền, màu nước gạo nhé sau đấy thì mình sẽ chuẩn bị giấy nhún Giấy nhún thì thông thường là chúng ta có thể là ẩn ở bên dưới hoặc là cho lên bên trên cũng được Miễn sang mục đích của mình dùng cái giấy nhún này là uh, thêm những cái trang trí ẩn cho nó đẹp hơn, kiểu ảo hơn hoặc là lấp lánh hơn ý Mọi người sẽ ấn chặt cái giấy nhún xuống hoặc là cào xước ra một tí để cho cái giấy nhún này nó xước xước ra nhé Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cồn loang Nếu như cồn loang mà mọi người dùng lâu ngày rồi mới sờ đến, mới động đến thì mọi người lắc lắc lên một chút trước khi dùng nhé Đây, nếu như với cồn loang màu đậm rồi thì mọi người không cần phải sơn lên một cái lớp top lì để mà làm đâu Đây mình sẽ sử dụng màu nâu và sẽ thêm một chút màu đen để mà chúng ta điểm thêm để cho cái màu này nó được đậm màu hơn ý mà mọi người Rồi ngay sau đó thì sẽ sử dụng một cây cọ số 3 và hoặc là số 8 Hoặc là để chúng ta ấn cái cọ này vào acetone ý để mình tán nhạt cái phần viền của cái cồn loang ra Đây tán một chút thôi nhá sau đó thì sẽ chuẩn bị một cái set xà cừ màu trắng hoặc là mọi người lấy xà cừ trắng của cái set của mình ra. Thông thường thì mua cả set xà cừ trắng như này thì nó sẽ ok hơn. Sau đó thì sẽ lựa chọn những miếng mỏng mỏng để chúng ta bẻ theo cái kiểu dài hơn nhé. Tạm gọi cái cách ẩn xà cừ này là cách ẩn xà cừ mới của năm nay. Bởi vì là cái năm nay thì họ khách hàng ấy mọi người sẽ chuộng theo cái kiểu là ẩn những cái miếng xà cừ to hơn. Bình thường thì mình hay ẩn những miếng nhỏ. Và đây chỉ là một trong số các cách ẩn thôi mọi người nhé. Còn rất nhiều cách trang trí với xà cừ mà ẩn mảnh to. Và đương nhiên rồi để, để mà ẩn xà cừ lên được để nó dính lên thì mọi người sẽ dùng cứng móng để chúng ta quét một lớp Không cần quá dày đâu mọi người quét để đủ để giữ chân cái xà cừ này thôi Quét lên chưa hơ đèn vội, đặt hai miếng xà cừ to một chút vào phần đầu móng này Nói chung xà cừ này mọi người làm phần nền màu gì cũng được nhá Quan trọng là năm nay, năm 2022 ấy, thì khách hàng có vẻ là thích những cái kiểu mà ẩn xà cừ mảnh to như này Sau đó thì mình sẽ hơ đèn Hơ đèn xong thì đương nhiên rồi sẽ sử dụng cái Uh, cứng móng này để đi lên một lớp nữa Thông thường thì mọi người dùng cứng móng này là để thay thế gel IBD để cho nó đỡ tốn thời gian Nhưng mà cái cứng móng này mọi người phải nhớ rằng là cái chất của nó nó hơi lỏng ấy Nên đôi khi mọi người có thể quét từ 2 đến 3 lớp thì mới đủ để làm phẳng cái bề mặt của móng Khi mà có xà cừ ẩn ở bên dưới nhé Rồi sau đó mình sẽ hơ đèn Hơ khoảng 60 giây nhé sau đó thì lúc bước trước khi mà chúng ta sơn cứng móng ấy thì mọi người có thể uh, quét cái nhũ lên hoặc là chúng ta sơn một lần cứng móng rồi có thể làm lên nhé Mình sẽ dùng đây là nhũ flat màu vàng mọi người nhá. Thế là để điểm thêm cho cái ngón này thêm lấp lánh thôi. Mọi người điểm màu nhũ này thì nó sẽ hợp với cái màu cồn loang hơn ấy tại vì là đang là tông vàng vàng, vàng nâu nâu ấy mà. Rồi, cũng là ẩn nhũ mọi người nhé Vì nó cũng cái nhũ này nó cũng không phải mịn đâu nên là ẩn ở bên dưới. Sau đó thì chúng ta sẽ sơn thêm một lớp cứng móng nữa Tại vì là bề mặt của nó chưa có phẳng ấy mà Xà cừ nó chưa có được phẳng với bề mặt móng ấy Rồi Ok, sơn thêm một lớp cứng móng nữa nhé Nói chung là hai đến 3 lớp đến khi nào mà cái bề mặt này nó phẳng không có lồi lõm nữa thì mọi người sẽ dừng cái việc sơn cứng móng lại. Và khi sơn ở phần xà cừ thì mình có ý là mình trải cho nó dài nó dày dày lên một tí ấy cái đèn lúc nãy mà Thảo dùng để hơ ấy, thì thật ra là Thảo quay video dùng có một ngón nên là Thảo dùng cái đèn này nó rất là tiện Còn công dụng chính của đèn đấy là mọi người dùng để uh, úp móng bằng bay ấy. Nên là mọi người có thể dùng để úp móng bằng bay nhé Còn ví dụ như mọi người không làm là úp móng bằng bay thì cũng không nhất thiết phải mua cái đèn lúc nãy đâu Sau khi hơi đèn xong mình sẽ lau đi bằng acetone để cho nó hết dính bề mặt và giúp cho cái việc chúng ta rũa bề mặt nó sẽ dễ hơn. Thì mọi người uh, rũa chay đi như này rũa chay ấy là chúng ta không dùng máy mài ấy. thì mọi người dùng cái mặt mịn à mặt nhám của phao rũ hết bề mặt đi cho nó mịn đi phẳng đi sau rồi dùng mặt mịn để phao lại cho nó mịn hoàn toàn còn trong trường hợp mà mọi người làm bên tay khách mà đã biết sử dụng máy mài thì chúng ta có thể dùng máy mài cho nhanh còn đây là thảo dùng vừa làm vừa giữ tại vì cái này là ngón tay giả thôi mọi người nó hay bị trôi ra đó rũa hết đi xong rồi dùng mặt mịn thì phao lại cho nó mịn hoàn toàn căng hoàn toàn cái bề mặt luôn. Sau khi chúng ta nhám mịn và phao cho mịn bề mặt thì công việc tiếp theo đấy là rũa móng, rũa cho nó vào form ấy mọi người, cho nó chuẩn form ấy. Rồi nhớ giữ tay như này nhá. Nếu như mọi người chưa biết cách rũa để cho không đau tay khách thì mọi người có thể tìm lại cái video đấy của Thảo nhá, có cách rũa để không đau tay khách đấy mọi người ạ. À. Rũa xong rồi thì lại lau bằng acetone tiếp để cho nó hết sạch bụi ở trên bề mặt đi phủi đi rồi lau đi nhé đó lau bằng acetone hoặc cồn đều được nhé rồi đã sạch rồi thì chúng ta sẽ sơn top lên thế là xong rồi với cách làm này thì mọi người đã nắm được cái điều yếu tố chính là ẩn những cái xà cừ miếng to cũng rất là đơn giản và nó có cái trang trí bố cục với bên dưới còn lại thì với cách làm này mọi người có thể trang trí bằng tất cả các màu cồn loang khác nhau để tạo nên những cái hiệu ứng khác nhau hoặc là trước khi sơn top thì chúng ta có thể sử dụng gel nhẹ hoặc cồn loang trắng đều được nhé rồi mọi người còn thắc mắc về những cái kỹ thuật nào hay muốn thảo làm video về kỹ thuật nào thì mọi người có thể để lại phần bình luận của mình ở phía bên dưới nhé đấy mình sơn này lúc này bề mặt nó mịn hoàn toàn luôn mình bỏ vào hơi đèn là xong nhé